fan Shruti, người hâm mộ Taylor Swift đã đổ về sân vận động Wembley ở London vào hôm qua với niềm háo hức được thấy thần tượng trở lại sân khấu sau những buổi biểu diễn bị hủy ở Yên Áo. An ninh được thắt chặt bằng việc người hâm mộ phải đi qua máy dò kim loại và chỉ được phép mang theo một túi nhỏ. Shruti từ khắp nơi trên thế giới mặc trang phục lấp lánh và đội mũ cao bồi. Nhiều người còn phủ đầy vòng tay tình bạn trên cánh tay để sẵn sàng trao đổi với những Shruti khác. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Taylor Swift và thật tuyệt vời. Không chỉ các đêm diễn trong The Eras Tour, tất cả các album, các bài hát của cô ấy tôi đều nghe hết. Và đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Tôi đã nghiên cứu trước khi tới đây và nghĩ rằng việc tăng cường an ninh là rất an toàn. Tôi không cảm thấy vì thế là phiền toái. Tăng cường an ninh để đảm bảo an toàn trong các đêm diễn cho cả ca sĩ và người hâm mộ nữa. Trong khi cảnh sát Anh cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy các sự kiện ở Viên ảnh hưởng đến các buổi biểu diễn tại Wembley, an ninh đã được tăng cường tại sân vận động. Hoạt động tụ tập bên ngoài buổi biểu diễn của Taylor Swift mà không có vé, giống như hàng nghìn người đã làm ở Munich vào đầu mùa hè, sẽ không được phép vì chính quyền thành phố London đang cố gắng giảm thiểu những nguy cơ khó kiểm soát bên ngoài địa điểm tổ chức. Nữ ca sĩ vẫn chưa từng bình luận công khai về vụ việc hủy ba đêm diễn ở Viên vì lý do an ninh. Nhưng trước đây, cô từng nói nỗi sợ lớn nhất của cô là rủi ro đối với người hâm mộ sau vụ đánh bom Manchester Arena và vụ xả súng tại buổi hòa nhạc ở Las Vegas năm 2017. Chương trình biểu diễn của Swift là buổi biểu diễn đầu tiên trong số 5 buổi biểu diễn ở London trước khi cô trở lại Mỹ. Các đêm diễn ở sân vận động Wembley dự kiến sẽ thu hút khoảng 90.000 Swiftie mỗi đêm. Vào tháng 6 năm nay, Taylor Swift đã biểu diễn tại Anh trong một đêm diễn kín vé, trong đó có cả người thừa kế ngai vàng nước Anh là hoàng tử William và hai người con của ông, cùng với lãnh đạo đảng lao động Keir Starmer, người đã được bầu làm thủ tướng Anh. Trong các đêm diễn tháng 6, thành phố London cũng đã xuất bản một bản đồ tàu điện ngầm đặc biệt của Taylor Swift, với mỗi bến đỗ là một tiêu đề bài hát của cô. Chuyến lưu diễn The Eras Tour của cô dự kiến sẽ thu về hơn 1 tỷ đô la doanh thu, là chuyến lưu diễn đầu tiên đạt được kỷ lục này từ 149 buổi biểu diễn trong 2 năm. Buổi biểu diễn cuối cùng sẽ diễn ra tại Canada vào tháng 12 năm nay.